Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Từ chiều và đêm nay ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày mai, mưa lớn ở cả khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại cả khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, đề phòng gây ngập úng tại cả khu đô thị. Và bây giờ là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của các vùng trong cả nước. Khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận với mức nhiệt dao động trong khoảng 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần chú ý đề phòng. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 88%. Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 78 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 89%. Dự báo về thời tiết các vùng trong tỉnh sẽ khép lại bản tin này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.